Đã mấy chục năm qua rồi, dân quan khắp 63 tỉnh thành vẫn cứ tiếp tục gọi là kéo lên Hà Nội để mà kêu cứu. Quý anh chị em thấy đó, một cái dân ngoan, cái hình ảnh dân ngoan trưng cái hình của ông Phạm Minh Chính thủ tướng để mà họ kêu cứu. Họ kêu cứu cả ông Nguyễn Phú Trọng nữa, mà họ kéo đến tòa, đến mà tòa nhà Quốc hội họ kêu cứu. Mà bây giờ mình không biết là họ phải kêu cứu như thế nào nữa. Tại sao những người mà những người cầm quyền như thế cứ là thờ ơ với lời kêu cứu của họ là làm sao vậy? Mấy chục năm rồi chứ đâu phải là mới đây đó. Quý anh chị em thấy đó, đó cái hình ảnh của Phạm Minh Chính đó, người dân ngoan người ta kêu cứu như vậy. Mà tại sao các ông lại cứ làm ngơ là làm sao? Mình hiểu không nổi luôn á. Không? Đó, người dân quan người ta quỳ lại nữa, người ta quỳ lại nữa, người ta nằm vật vã ở dưới đường như vậy. Họ lang thang khắp thành phố Hà Nội, rồi họ đi biểu tình mà cứ tiếp tục như vậy vài mấy chục năm. Có những bà cụ như là đó, TV nghe tiếng nói của cụ bà Tám Hương đó, TV biết cả tên của cụ luôn đó. Cụ là 84 tuổi rồi mà từ Tết cho đến bây giờ là mình nghĩ cũng đã là 6 tháng rồi. 6 tháng rồi cụ lang thang ở ngoài Hà Nội mà 84 tuổi. Đó. Họ quỳ lại. Họ lạy những cái tên gọi là cầm quyền. Mà tại sao lại cứ thờ ơ với họ? Cái khốn nạn nhất là mình thấy những cái thanh niên đó, những thanh niên đó. Những thanh niên trai tráng lại là ký là cản trở cái quyền biểu tình của họ. Những con tên cái thằng mà nó mang cái mặt nạ này, mang cái khẩu trang này nè, đội nón đen này nè. Thế không, những thằng này là những thằng mà đáng đáng nguyền rủa, công an mà không lo phục vụ cho người dân, tại sao lại không có thương, không thương không xót những cái sự đau khổ của người dân như thế này, mà cứ tìm mọi cách để không mọi cách để mà lấy cái biểu tượng của người dân. Thấy không? Những cái tên mà đeo khẩu trang như thế này nữa, đó cái mặt của nó như vậy đó. Nó là những thằng công an mà bận thường phục, nó lãnh tiền của dân,
Nó lãnh tiền của dân mà nó đi phục vụ cho, nó phục vụ cho Đảng Cộng sản Việt Nam, nó phục vụ cho Nguyễn Phú Trọng, nó phục vụ cho Hoàng Minh Chính, thủ tướng. Nó xem dân như là cỏ rác gì đó. Một ngày á mà lang thang ở Hà Nội đó, không nhà không cửa thì làm sao, mấy 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 cô mấy bà này là có thể sống được, mà tiền bạc thì không có, mà phải cứ tiếp tục đi biểu tình như thế này hoài. Đó, cái giọng mà quý anh chị em thấy đó là cái giọng của cụ bà 84 tuổi. 84 tuổi là cụ Tám Hương đó. 84 tuổi rồi mà đã 6 tháng trời rồi lang thang gọi là khắp Hà Nội vậy, mà chẳng ai đoái hoài đến cụ để mà giải quyết cái tình trạng mà mất đất mất nhà của cụ. Cái đất nước thì mình kỳ đó, cái tiếng nói của cụ Tám Hương đó. Ai mà sống mà lang thang không nhà không cửa ở Hà Nội như vậy, làm sao mình thử ông hiểu họ có thể là sống nổi nữa, mà họ đã ở 6 tháng trời như vậy cũng không có ai cứu giúp họ. Họ đi lượm những từng cái ve chai để mà có thể có tiền để mà những cái tên thanh niên trẻ như vậy nè, có cái quyền gì để mà cản trở cái quyền biểu tình của họ? Tại sao lại
không phục vụ cho dân mà phải phục vụ cho đảng đâu mà. Không không thấy nó nỗi khổ của người dân hay sao? Đúng. Mình làm công an á, mình phải bận sắc phục đàng hoàng, chứ không phải mà bận đồ sinh viên như thế này rồi rồi cái cản trở mấy cụ già biểu tình. Cụ già biểu tình có làm nên tội gì? Luật pháp điều 25 là cho người ta có cái quyền biểu tình thì hãy để người ta quyền biểu tình, không có được ép người ta lên xe bus nữa. Không có thấy là mình làm một chuyện mà vi phạm luật pháp như vậy. Mình là người công an, mình thi hành luật pháp, mà tại sao mình vi phạm luật pháp như vậy? Tuổi trẻ gì mà mang rợ gì? Tuổi trẻ mà ăn tiền dân rồi lại đi đàn áp dân. Đó, đây là những cái mặt của những tên công an đó mà không bằng sắc phục, mà cứ ỷ vào cái cơ bắp của mình, ỷ vào sức mạnh của mình rồi đi đàn áp những bà cụ già như vậy. Ừ, mấy người không có thấy xấu hổ à? Ừ. Biết bao nhiêu thanh niên đây nè. Đó, thanh niên không đó. Đó. Sự thật thì đâu có ai mà thanh niên mà dám xuống đường đâu. Thanh niên xưa mà dám xuống đường là nó bắt hết. Nó bắt vô tù hết, nó đánh đập khủng khiếp lắm. Thành ra ở trong đây đó mình thấy những người thanh niên đâu có dám theo mà cụ bà để mà xuống đường đâu. Người ta biết điều đó. Mà đến là lúc mà thanh niên mà xuống đường rồi là mấy cái tên này là khốn nạn liền, thiệt á. Mấy cái tên này là tiêu liền á. Đừng có tưởng là cứ ăn hiếp cụ bà hoài thôi. Một đám thanh niên cũng cả chục đứa chứ đâu phải là ít đâu. Đó, cái tiếng nói đó là tiếng nói của cụ bà Tám Hương đó. Mình biết rõ là cụ bà Tám Hương 84 tuổi rồi. Họ đã từng copy hàng chục tờ đơn như vậy nè. Một cái tờ đơn có thể là phải 20 mấy trang. Họ copy rồi họ chuyển tới nhiều cơ quan khắp nơi ở trong nước. Những người cơ quan mà cao cấp đó, giống như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, rồi Chủ tịch Quốc hội rồi đó, họ gửi rồi nè. Cái đơn của họ gửi thì có thể là 12, 20 chỗ. Đến nơi họ gửi luôn cả Ban Tuyên giáo Trung ương nữa. Họ cầu cứu khắp mọi nơi mà hình như là không có ai mà quan tâm đến họ. Mà những người đó là những người mà già cả rồi. Tại sao lại không lo cho họ?
không cho một cuộc một đời sống an sinh, có nhà có cửa chứ, đâu mà cứ lang thang như vậy hoài được. Mình đây mình chỉ cần nói một chút xíu là mình đã khan tiếng rồi, mình chịu không nổi rồi, mà mấy cụ này đã lớn hơn tuổi mình nhiều nhiều đó mình. Trời ơi, bác Nguyễn Phú Trọng. Bác Nguyễn Phú Trọng là cái bác mà tham nhũng quyền lực nhất thế giới. Bác Nguyễn Phú Trọng hả? Bác xin làm thêm nửa nhiệm kỳ nữa, là làm 7 năm rưỡi thôi. Rồi bác làm 7 năm rưỡi xong rồi cái là bác làm tiếp thêm 2 năm rưỡi nữa. Tại bác cũng già cả rồi, gần 80 tuổi rồi. Mà rốt cuộc rồi làm 2 nhiệm kỳ xong rồi lại đạp điều lệ đảng, làm thêm nhiệm kỳ thứ ba nữa, mà sức khỏe thì không có, chân đi thì lục cục lạc cạc, đúng không? Đi đứng thì không vững, có người cầm tay, đúng không? Vậy mà vẫn người là nhất định là làm tổng bí thư thôi đó, nó vậy đó. Mà bây giờ dân kêu gọi một cái tên mà tham nhũng quyền lực nhất thế giới để mà cứu dân, nó tham nhũng như vậy thì làm sao mà nó cứu dân nổi, phải không? Chịu thua thôi, mình chịu thua thôi. Bác Phạm Minh Chính hả? Bác Phạm Minh Chính thì bác đi đôi với cái thằng Tô Lâm á, Bộ trưởng Công an đó, đi qua bên Mỹ đó làm trò cười cho thiên hạ, đúng không? Rồi lên qua bên Mỹ là chữ thề, mẹ nó sợ gì, đúng không? Đó, những cán bộ của cộng sản như vậy, những tên cầm quyền như vậy đó, nó lại tháp trùng với Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Mà Tô Lâm thì quý vị biết rõ là ai rồi, Tô Lâm đó là một cái thằng gọi là ăn bò vắt vàng đó, một cái bữa ăn của nó là 51.000 đô la, 51.000 đô la đó là sự thật đó bà con cô bác. Rồi làm sao mà nó cứu được cái thằng Phạm Minh Chính đó, nó đi tắt, nó cho Tô Lâm mà tháp tùng với nó gần như nó không thấy được cái sự xấu hổ. Mà một cái thằng Tô Lâm đó, nó ăn bò vắt vàng 51.000 đô la một bữa ăn, mà nó vẫn còn làm bộ trưởng như thường.
thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng, ông nói ông đốt lò, ông đánh tham nhũng, đánh chỗ nào, đánh chỗ nào? Tô Lâm đó đâu phải là cái lương mà căn bản của một tên bộ trưởng công an đó. Nó có 12 triệu, 13 triệu à. Tiền đâu mà nó ăn tới 51.000 đô la. Đúng không? 100 đô là đổi là 23 triệu rồi. 2 triệu 3 rồi. 23 triệu chứ. 23 triệu. Phải không? Trời đất ơi, tiền Việt Cộng bây giờ mình cũng không nhớ nữa. Sự thật á. Mà mình biết 51.000 đô la nó lớn lắm. Đúng không? Nó phải mất gọi là mấy năm trời á, mà nó không ăn không uống á, thì với cái lương của Tô Lâm nó là phải mất hết 8-9 năm trời không ăn không uống mới có 51.000 đô la. Mà nó ăn một một bữa thôi 51.000 đô la. Và nó vẫn tiếp tục gọi là làm bộ trưởng công an như thường. Vậy thử hỏi ông Nguyễn Phú Trọng đánh đánh tham nhũng chỗ nào? Mà Nguyễn Phú Trọng là một tên tham nhũng quyền lực. Tham nhũng quyền lực nó còn ghê gớm hơn là tham nhũng người là tài chánh nữa. Tham nhũng như giống như Tô Lâm thì còn còn đỡ. Đúng không? Mà tham nhũng mà quyền lực ở Nguyễn Phú Trọng là còn kinh hoàng hơn nữa. Đúng không? Tại vì quyền lực nó đẻ ra tiền bạc nữa. Thành ra ông đâu bao giờ mà ông dám là biết rằng là mình không đủ sức nữa, mình lớn tuổi rồi, mình từ chức. Đúng không? Ông đâu có làm dám làm cái chuyện đó đâu. Tại vì từ chức đi rồi mất hết tiền bạc rồi. Đâu còn tiền bạc nữa đâu, nếu mà không có chức tổng bí thư thì đâu có tiền bạc. Bởi vì cái thằng Nguyễn Phú Trọng là cái thằng tội ác nhất đó. Bởi vì nó là đầu dây mối nhợ cho cái vấn đề mà công ty Việt Á đó thổi cái giá tax kit lên tới tận trên mây xanh, mua có 1 đồng mà bán rồi là 1 đô la đó. Một cái tax kit của Trung Cộng nó mua có 1 đô la thôi, 19.000 thôi, không 19.000 tiền hồ, không mà nó bán tới cỡ khoảng 25-26 đô la. Nó mua một nó bán hai gấp 25-26 lần, bởi vì nó mới lời lên tới là 4 tỷ bạc. Nó lời lên tới 4.000 tỷ, 4.000 tỷ tiền hồ, hiểu không? Rồi nó chia chác với nhau, nó ăn tiền của người dân 4.000 tỷ, rồi nó còn cho tiền bôi trơn là 8.000 tỷ, 800 tỷ. Trời ơi, tiền chỉ cộng tính tỷ không thì mình cũng không có nhớ hết, mà đại khái là nó gian tham tới 4.000 tỷ của người dân, rồi nó bôi trơn 800 tỷ, mà nó làm cho nó thọc lỗ mũi đồng bào, nó thọc lỗ mũi rồi nó giết chết rồi rồi 43.000 người, hiểu không? Tại vì cái test kit đó là test kit dởm. Lúc thì nó ra ở dấu cộng, lúc thì nó ra dấu trừ. Đúng không? Dấu cộng là cũng như là positive, là dấu cộng là có bệnh. Dấu trừ là không có bệnh. Lúc thì nó nói là có là dấu trừ, lúc thì nó ra dấu cộng. Rồi nó cô lập hết người dân vô một cái trại. Rồi thế là nó lây nhiễm lên. Nó lây nhiễm khủng khiếp luôn. Đó, nó tập trung nó lây nhiễm khủng khiếp luôn, thành ra mới có 43.000 người chết vì vì cái vấn đề mà tập trung đó. Tập trung để mà làm cho lây bệnh, cái đó là trách nhiệm của thằng tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại vì nó ký cái bằng khen hạng 3 cho cái công ty Việt Á, thành ra nó mới mới thổi cái giá test kit của thằng thằng Trung Cộng lên từ từ 1 đồng mà lên đến 25-26 đồng, để nó gom 4.000 tỷ tiền hồ. Báo chí nó đăng đầy đó. Mà hiện tại đó, nó bắt chỉ có 70-80 người thôi,
nhưng mà chưa bao giờ đụng đến cộng lông của cái thằng mà ký ký ban khen là cái thằng Nguyễn Phú Trọng. Rồi bây giờ bà con kêu cứu thằng Nguyễn Phú Trọng là kêu cứu làm sao được, kêu cứu cái thằng tham nhũng nhất thế giới, đúng không? Phải, nó còn trẻ thì đi không nói gì, nó đã già rồi, đúng không? Nó đã lớn tuổi rồi thì thôi mình nhường lại cho tuổi trẻ đi, mình đi đứng không được, đúng không? Mà nó cũng không chịu. Nguyễn Phú Trọng kêu hoài. Thấy không? Bây giờ nó lùa lùa người dân vô lên xe bus rồi, thấy không? Thấy không? Nguyên một đám thanh niên nó lùa mấy mấy bà lên xe bus rồi, thấy không? Nó làm như là nó màu mè đó, nó màu mè là người dân cũng có quyền biểu tình, ha, biểu tình chút xíu vậy thôi, nó làm màu mè cho thế giới thấy rằng là à, nước Việt Nam ta cũng tôn trọng cái quyền biểu tình của người dân. Chứ sự thật đẩy người ta lên xe bus đâu phải là cái, đâu có tôn trọng cái quyền biểu tình của người ta. Biểu tình là chỉ có nhiêu đó thôi đó, vài phút thôi, 5 phút, 7 phút là đủ rồi, là nó đẩy lên người ta lên xe bus rồi đó. Cái cách của Việt Cộng là như vậy thôi đó. Không không được quá 15 phút đâu, đúng không? Nãy giờ đi thấy là cũng là chỉ có 12 phút mấy thôi, tổng cộng là cái clip này có 12 phút mấy à. Mà hiện tại là cái cuộc biểu tình này rất là mới, là mới cách đây là chỉ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Thế thay báo cáo thì biết là cả 3 tiếng đồng hồ mà xảy ra mấy chục năm như vậy, không? Tiếp tục ngày này qua ngày nọ có biểu tình hoài ở ngay trung tâm gọi là Hà Nội, để ngay cái thủ đô Hà Nội mà nơi đó có nhiều cái con mắt của quốc tế, mà những nhà cầm quyền này họ không bao giờ mà họ thấy xấu hổ đó. Phạm Minh Chính cũng không thấy xấu hổ, và Nguyễn Phú Trọng cũng không thấy xấu hổ, và Nguyễn Xuân Phúc cũng không thấy xấu hổ. Đó, Nguyễn Xuân Phúc bây giờ là chủ tịch nước cũng chẳng thấy xấu hổ. Họ vẫn để sự việc này xảy ra suốt mấy chục năm. Tại sao không mời mời cụ Tám Hương vào để mà điều đình với cụ, là bồi thường một số tiền nào cho cụ? Trời ơi, 51.000 đô la đó đó là giúp cho những người mà biểu tình này đó, họ có cái chỗ ở, cái chỗ ăn tạm thời ở Hà Nội cũng là một điều tốt nữa, đúng không? Cho họ có miếng ăn chứ. Bây giờ họ đang đói mà, đúng không? Họ không chỗ chỗ ở, họ không có thức ăn để họ ăn nữa. Bây giờ họ phải làm sao bây giờ? Họ về quê hương của họ thì họ cũng không có tiền nữa. Trời ơi, họ khổ như vậy đó. Bây giờ cứ lang thang đầu đường xó chợ. Quý vị đó, mà quý vị cầm quyền đó, quý vị thử nghĩ đó. Quý vị ở một ngày thôi, một ngày lang thang ở Hà Nội giống như
mấy cái người dân oan này đó, quý vị chịu nổi không? Một ngày thôi, ăn ở không có cầu tiêu, không có nước rửa mặt, không có kem đánh răng, thí dụ vậy. Rồi muỗi thì nó cắn mỗi ngày, muỗi nó chích mỗi ngày thôi, rồi chịu nổi không? Cá nhân mình cũng đã từng đi bụi đời mà mình bị đi bụi đời thậm chí có mấy tiếng hồ mình chịu không nổi, rồi mình phải về nhà rồi. Thiệt tình mà mấy cụ này đã lớn tuổi rồi, mình tuổi trẻ mình còn chịu không nổi nữa, mà cụ già 84 tuổi mà ở 6 tháng trời, thấy không, cụ tám hơn nữa, 6 tháng trời ở ở Hà Nội mà lang thang như vậy, không nhà không cửa. Ví dụ làm sao phải giải quyết cho người ta chứ, làm sao phải giải quyết cho người dân chứ, đâu có thể nào để cái tình trạng mà nó xảy ra hoài như vậy, mà nó xảy ra mấy chục năm rồi. Chẳng lẽ lỗ tai quý vị điếc à, không nghe được à, không nghe tiếng nói của người dân à? Quý vị ngồi ở trên đỉnh cao của quyền lực, sao quý vị lo ăn lo tham chứ quý vị đâu có giải quyết cho người dân, phải không? Nếu mà giải quyết không được thì đi xuống đi, cho người khác người ta lên người ta làm, cho người khác người ta lên người ta làm thủ tướng, người ta làm chủ tịch nước, người ta có cái tâm, có cái lo cho người dân thì người ta mới giải quyết được. Còn mà không có tình thương, không có thương dân thương nước rồi làm sao giải quyết được? Giống như tên Nguyễn Phú Trọng, tên đó là hoàn toàn không có thương dân thương nước. Nói là tên Thái Thú Tàu thì đúng hơn. Đó, Internet người ta đã lan truyền từ năm 2019. Nói là Nguyễn Phú Trọng đó là, tức là tên Hoàng Vi đó. Tên thật của nó là Hoàng Hoàng Vi. Nó là con của ông Hoàng Văn Hoan. Hoàng Văn Hoan mà sống ở bên Tàu. Nó là tên Tàu, giặc Tàu. Làm sao nhờ nó giải quyết được? Bởi vì người ta không có lạ là giặc Tàu á, mình gọi giặc Tàu đó tại vì giặc Tàu nó đang chiếm người là ải Nam Quan nè, nó cướp ải Nam Quan nè, nó cướp thác Bằng Dốc nè, nó cướp Hoàng Sa nè, nó cướp một phần Trường Sa là đảo Gạc Ma nè, thấy không, nó cướp là núi đất là núi Lão Sơn nè, nó cướp là trên đường biên giới, mà đường biên giới nó cướp một một ngàn cây số, gần 1.000 cây số ở đường biên giới đó. Thành ra mình kêu giặc Tàu là vậy đó. Mà cái chế độ này đó chưa bao giờ nó dùng cái chữ giặc Tàu, nó không dám kêu Trung Quốc nữa, không? Nó không dám kêu Trung Quốc nữa, nó không dám kêu tên nước nữa, nó nói là tàu lạ. Hễ mà tàu của Trung Cộng nó mà nó đâm chìm tàu đánh cá Việt Nam đó, thì nó chỉ dám nói là tàu lạ thôi, hoặc là nó nói là tàu nước lạ, không? Chứ bao giờ nó dám dùng cái chữ mà tàu Trung Quốc mà đâm chìm tàu Việt Nam, chuyện nó không bao giờ có xảy ra, thấy không? Không phải là nó sợ hãi, tại vì nó là một tên thái thú của giặc Tàu thì nó phải phục vụ cho người Tàu thôi, nó phục vụ cho giặc Tàu, thấy không? Thành ra chúng ta không có lạ gì là không bao giờ nó dám kêu gọi là tàu Trung Quốc đâu, thấy không? Tàu Trung Quốc, thấy không, gọi là đụng tàu Việt Nam, đâm chìm tàu Việt Nam. Tàu Trung Quốc bắt ngư dân của Việt Nam đem về Trung Quốc rồi đòi tiền chuộc mấy năm trước kìa. Rồi tàu Trung Quốc gọi là cướp hải sản, hiểu không, hải sản đánh cá được của tàu Việt Nam, nó ăn cướp luôn. Mà không bao giờ ai dám nói đến tàu tàu Trung Quốc.
nó sẵn sàng nó vẽ một cái đường lưỡi bò, phải không, để mà nó nói tất cả đó là biển của nó. Đó, biển của nó, dân mình vào ra ngoài đụng đường lưỡi bò là nó bắn liền, phải không, nó đuổi nó rượt. Mà nó bắn nhiều mấy năm trước á, cả chục năm trước là nó đã giết biết bao nhiêu người ngư dân của mình. Có một cái tàu nó còn bị bắn gọi là trên 400 vết đạn, 400 vết đạn kinh hoàng như vậy. Mà cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó vẫn thờ ơ, nó không một một tiếng mà đá động đến thằng Trung Cộng. Mà cái thằng Nguyễn Phú Trọng đây đó nó kinh hoàng lắm, khi mà nó qua bên tàu đó, nó ký những cái hiệp ước, hiệp thương mại gì với tụi tàu đó, nó cho đài truyền hình VTV1, cô xướng ngôn viên đọc những bản tin đó đó, mà trên đó đó để lá cờ 6 ngôi sao. Cờ Trung Cộng nó có 5 ngôi sao à. Nó có 5 ngôi sao thôi, nó vẽ thêm 1 ngôi sao nữa thành 6 ngôi sao, để nó muốn Việt Nam mình trở thành 1 ngôi sao thứ 6. Nghe. Thì 4 ngôi sao đại khái là 4 cái nước nhỏ, hiểu không, mông hồi mãn tạng, bây giờ thêm một cái nước Việt Nam nữa thành 1 cái ngôi sao thứ 6 nữa. Ngôi sao lớn đó thì nó gọi là ngôi sao Đại Hán đó, ngôi sao lớn đó tượng trưng cho Đại Hán. Còn 4 ngôi sao nhỏ là mông hồi mãn tạng, bây giờ cộng thêm Việt Nam nữa là ngôi sao thứ 6. Và khi cái ông mà Tập Cận Bình đó, chủ tịch nước, tổng bí thư ở bên Trung Quốc, Trung Trung Cộng đó, qua bên Việt Nam thăm, thì chính cái thằng Nguyễn Phú Trọng nó đưa những em bé cầm những lá cờ 6 ngôi sao để mà chào đón cái tên Tập Cận Bình. Đó là sự thật. Quý vị cứ vô Google ha, quý vị đánh cờ 6 ngôi sao, cờ cờ Trung Cộng 6 ngôi sao, Trung Quốc 6 ngôi sao, quý vị sẽ thấy những em bé Việt Nam vẫy lá cờ 6 ngôi sao. Quý vị sẽ thấy VTV xướng ngôn viên nói chuyện với cái lá cờ 6 ngôi sao, chứ không phải là 5 ngôi sao đâu. 6 ngôi sao, trời đất ơi, chứng tỏ rằng là nó muốn Việt Nam sẽ trở thành của Trung Quốc đó. Bởi vì đó, bởi vì cái cờ đỏ sao vàng là cái cờ của tỉnh Phúc Kiến, thấy không? Hồi xưa thì người ta biết về Lã Bất Vi. Lã Bất Vi là một cái tên gọi là tên tàu. Thì nó có một cái truyền thuyết đó là người ta hỏi ông Lã Bất Vi đó là làm sao để mà làm giàu nhất. Thì ông Lã Bất Vi vẫn ông nói muốn làm giàu nhất đó là chỉ có cách là buôn vua. Buôn bán đó, buôn bán vua đó là giàu nhất. Thấy không? Là mình mua được cái người đó là vua thì tự nhiên là sẽ trở thành giàu nhất, tại vua có quyền lực mà. Thấy không? Thành ra thì tự nhiên là quyền lực thì nó sanh ra tài sản nữa. Thấy không? Nắm đầu thằng vua là kể như cái nước Việt Nam đó nó cung phụng cái nước Tàu rồi. Thành ra tiền bạc nó mới chạy về Tàu. Thấy không? Mình nắm đầu cái thằng vua là mình điều khiển hết tất cả thôi. Thành ra cái thuyết vương vua đó là cũng cũng đúng lắm chứ không phải không, nếu mà nắm được vua là trở nên giàu có nhất.
Thì ngày hôm nay chúng ta bị cái vấn đề đó, mình bị hai cái ông vua, một cái ông vua là Hồ Chí Minh, thấy không? Đó, một cái ông vua thứ hai đó là Nguyễn Phú Trọng. Hồ Chí Minh là một tên giặc tàu, gián điệp giặc tàu, thấy không? Trở thành chủ tịch nước của Việt Nam, trở thành tổng bí thư của Việt Nam, không? Trở thành một người quyền lực nhất, không? Để mà ký hiệp định Geneva với thằng Pháp là do ý của giặc tàu đó. Nó muốn chia hai cái lãnh thổ của mình bởi cái hiệp định Geneva 1954 vào ngày 20 tháng Tây tháng 7. Đất nước mình bị chia ra làm hai để mà hai anh em ruột thịt với nhau, cùng là đồng bào với nhau mà sâu xé rồi là nồi da sáo thịt đó, đánh nhau để chết cả 3 triệu người. Thấy không? Hồ Chí Minh lên là làm cái cuộc cải cách ruộng đất liền. Cải cách ruộng đất chết cả 500 ngàn người. Cải cách ruộng đất kinh hoàng ghê. Tại vì nó chủ trương đó, thà giết làm 10 người còn hơn bỏ sót một người. Chủ trương thứ hai của nó là trí phú địa hào, đào tận gốc rất tận rễ. Đó là chủ trương của giặc tàu chứ làm gì mà có người Việt Nam mà làm một tàn nhẫn như vậy. Không có một người Việt Nam nào mà tàn nhẫn rồi là muốn giết chết tất cả những người trí thức của mình. Những người trí thức là những người tài giỏi của đất nước mình. Tại sao mình phải đào tận gốc rễ tận rễ? Trí phú là những người giàu có cũng phải đào tận gốc rễ tận rễ nữa. Nếu mà mình người Việt mình đâu có điên mà làm chuyện đó. Chỉ có thằng giặc tàu á, nó mới ép, nó mới kêu Hồ Chí Minh là phải thực hiện cái điều đó. Tại Hồ Chí Minh là gián điệp của giặc tàu, thành ra phải thực hiện trí phú địa hào, đào tận gốc rễ tận rễ. Thấy không? Địa chủ rồi giàu có rồi tiêu diệt hết, bởi vì mới có 500 ngàn người chết. Thấy không? Cái giặc tàu nó man rợ lắm, tại vì nó đã từng từng đô hộ Việt Nam 1.000 năm rồi. 1.000 năm Việt Nam làm nô lệ cho giặc tàu. Bài ca của Trịnh Công Sơn còn đó, lịch sử cũng còn đó, chứ không phải là tự Trịnh Công Sơn đặt ra. Lịch sử Việt Nam nói là 1.000 năm người Việt Nam bị đô hộ bị giặc tàu, thành ra ông Trịnh Công Sơn ông mới viết như vậy. Thấy không? Bây giờ ai bài ca đó ai cũng biết mà. 1.000 năm đô hộ giặc tàu, 1.000 năm nô lệ giặc tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng cái. Bây giờ cái vụ đó là ai cũng biết, khi mà cô Khánh đi, cô đến cô ca là cụ bị trích còi á, là dám ca những cái bản mà nó cấm hát, phải không? Thành ra mà quý bà con cô bác mà nói đến giặc tàu là nó sợ lắm. Tại vì giống như là quý bà con mà kỵ húy á, đã làm điều tầm bậy đó, thành ra nó bắt vô tù là vậy. Mấy người chống giặc tàu mà biểu tình chống giặc tàu nó còn đạp vô mặt nữa. Cái hình ảnh đạp mặt nữa, mình cũng có mà. Đồng bào đi biểu tình thì nó đạp vô mặt, thấy không? Thì nó không quay, nó không phải là thằng Thái Tú Tàu thì nó là ai? Cái thằng Nguyễn Phú Trọng đó, nó là Thái Tú Tàu đó, tên đó là Hoàng Vi á. Bây giờ người ta khui ra cái lịch sử như vậy, thấy không? Nó con của Hoàng Văn Hoang, nó là vậy. Hoàng Văn Hoang đang sống bên Tàu. Bây giờ mà nhờ nó cứu giúp đồng bào người Việt là nó thờ ơ rồi. Mà cái thằng Phạm Minh Chính mình cũng nghi ngờ lắm nha. Phạm Minh Chính mình cũng nghi ngờ lắm đó. Nó là cũng là một tên giặc tàu cũng vậy đó. Nó đâu biết thương xót đồng bào mình đâu. Tại vì nó là những cái thằng tham quan,
mà thằng tham quan đó thì nó đi chung với nhau, bởi vì nó đi qua Mỹ đó, mà nó biết rồi, nó biết là thằng Tô Lâm là nó ăn bò giác vàng 51.000 đô la, mà nó dẫn rồi là rủ thằng Tô Lâm đi chung với nó, phe đảng với nhau mà. Là mình biết thằng Phạm Minh Chính này là hết xài rồi. Tại sao nó không làm gì được Phạm Minh Chính? Nó không làm gì được Tô Lâm, nó không bỏ tù được Tô Lâm về cái tội tham nhũng. Nó tiền đâu mày có? Mày mà lấy công quỹ 51.000 đô la mày cũng bị tội như thường. Mày ăn xài mà quá trớn như vậy. Đúng không? Mình phải xử nó chứ. Đúng không? Mà nó đâu có xử Tô Lâm đâu. Tô Lâm vẫn còn làm bộ trưởng mà. Bộ trưởng công an mà. Mà vụ ăn bò giác vàng nữa. Cả thế giới người ta cười, người ta khinh. Mà nó khổ một cái đó. Nó gây nhục cho toàn dân luôn. Hỡi mà người Việt Nam mà ra ngoài hải ngoại là bị khinh đó. Khinh vì, vì những cái tên cầm quyền đó. Người ta dòm người ta biết chứ. Người ta khinh chứ. Thôi cảm ơn quý anh chị đã nghe nha. Mình nói chút xíu mình đã khan tiếng rồi.